này thôi, cố gắng nha, chỗ này nha, bé nặng nha, không có đau đâu nên em đừng gái, nhẹ 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 vậy thôi. Hiện làm với họ rồi kìa, có quảng cáo rồi đó, thế là đưa cho họ cây cho họ làm luôn đúng không? Nhưng mà mắc cây nha, hay xui à? Không, cái cây nó cũng không có ăn thua nên là bà Hương bà mới làm đây hả? Mắc cây nha. Dạ. Có mắc cây nha. Ba nhau phải như mắc rồi. Nhưng mà ý là chị hỏi là có bị mắc cây nha. Ý là cái cây của mình nó bị mắc á. Ý là mình YouTube quét được có bị ấy là mắc luôn cây nha. Hả? Khả năng rứa luôn hả? Giống như mình bị mắc nó đó, là cái cây mình nhỏ quá là họ nhỏ quá là dễ bị ấy đúng không? Mà đang tụt nắng làm hai vậy, không che gì luôn á. Hình như cái thằng đó hồi trước là kêu em đúng không? Mấy chuyện của em rồi đúng không? Tạo ông gì sợ. Chỗ nên có một cục mụn to, nên hơi đau. Thằng nó làm nó hai vai, mình học được cách quá này. Mua cách làm á thôi, ngu gì không bán. Ý là Hiền đưa cây lên cho họ mà. Thì mình cũng làm như hắn bình thường mà. Mình lấy cây nhỏ kìa. Ra không có. Nhưng mà mình để dành mình làm video mới. Thân la bên là hệ thống nhỏ nữa, nhiều cái mình chỉ ăn được cân nổi thôi. Xuống dưới này đi, chờ ông chịu đang thả lỏng đi em nha. Nặng chắc là mấy tiếng đồng hồ chưa xong quá, ăn uống chưa chưa trời, xỉu ở đây nè. Xin lấy hộp sữa cho.
Chi thì câu này à thả lại nghe câu này video thứ ba rồi đó. Cái đầu là Hà quay, sau cái hồi nãy là video đầu là video mũ. Chưa biết chứ mày mình đó ý là cây phụ thôi, thì cũng là có một cái cây nó hồi xưa chưa làm mà chưa được ấy đó, thì hiểu không? Cây đầu tiên mà về của cái thằng hồi trước đó kìa, cái thằng có nói chuyện với nó kìa. Thì cái gì từ từ mình ăn chắc một bình từ từ đi.
kệ xí nha. Câu này xong thế là máy hết pin luôn. Mấy giờ rồi ta? Đói bụng chưa hề? Nó ăn sáng rồi thôi, cố gắng ạ. Ráng để chị khơi cục này ra. Ok. Có lắc nữa. Im nhẹ. Sợ với mấy con diễn bò ra ấy. Bị mụn thôi, mụn viêm. Mụn này mà để lau nữa là tiêu đó em. Đây là cũng đã mụn màng lắm rồi đây. Đau em nghe, ráng nghe, đừng có quậy nghe. Quậy là kiếm chọc vô đau hơn. Chích mẹ. Chắc bay tần le rồi, không biết bay đi đâu luôn. Trời, tôi tưởng mua một Ura. Để tìm chỗ mua một đồ đen nặng chứ. Okay.
lắm rồi đây. Không dễ ra đây mà bông nhang nữa. Mùa hạ nằm hết sức luôn á. Trưa chưa em? Chưa mua sữa cho ăn uống nên nặng tiếp nè. Muốn muốn nặng được nhiều, miệng biển quá nhiều nên là nặng, cố gắng nặng cho nó đỡ, đỡ đi nhiều lần tội nó. Chiêu nhiều mà nhiều gọi là nhiều kinh khủng luôn á, mà sợ chịu không nổi nè. Sợ ông bay lên mặt mấy cái cục bự. Sáng xí cái đường tắt đây. Tắt đây làm đi.
hệ đói rồi, hệ cũng đói rồi. Còn câu này có sữa không hả, thì ra uống miếng cho đỡ mất sức á kìa. Gồng thấy trong tủ còn này không, trong tủ đứng con hả? Nhà gần đây không em? Dạ không. Xa đúng không? Dạ. Cố gắng nha, hồi đó.